cách xếp loại khi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Thì một số bạn á đã đi khám nghĩa vụ quân sự rồi thì ít dù gì á cũng đã biết là cách xếp loại nó như xếp như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho những các bạn mà chưa đi khám nghĩa vụ quân sự và những các bạn mà chuẩn bị đi khám nghĩa vụ sắp tới có thể biết thêm cái cách xếp loại nó như thế nào. Thì mình đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự á, thì nó trải qua hai vòng khám đúng không các bạn, là vòng ở cấp xã nè, là cấp ở địa phương mình á, còn vòng cấp huyện là tập trung các xã lại dành cho những các bạn mà đã đậu ở vòng xã rồi thì đi xuống vòng huyện mình khám, đó là khám vòng 2. Thì nó cách xếp loại nó dễ đơn giản lắm bạn, không có gì khó khăn chứ á. Thì mình sẽ dựa theo cái thông tư này nha các bạn. Thì đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nó sẽ có 6 bậc các bạn, là xếp loại từ loại 1 tới loại 6 đó, bạn cứ để ý đi. Thì mình đã có làm một cái video là đi khám nghĩa vụ quân sự được trải qua mấy vòng rồi đó, thì các bạn sẽ dựa vào đó. Thì mình, các bạn nào chưa xem thì nhớ vào cái đó, vào cái video của mình để xem lại là đi khám nghĩa vụ quân sự vòng huyện được trải qua mấy vòng. Thì hôm nay mình chỉ nói là cách xếp loại thôi nha. Thì cách xếp loại như thế nào, nếu mà mình đi khám ở vòng huyện á, tất cả các vòng của mình á mà mình là loại 1 hết thì chắc chắn là mình sẽ xếp loại 1. Còn cái như vậy nè, khi mà mình ví dụ đi, bây giờ mình khám ở cái vòng khám mắt đi mà mình đó mình lại xếp loại 2, thì chung quy tất cả các vòng, các cái vòng khám còn lại, cái vào cái loại 2 là cái loại thấp nhất, thì người ta sẽ lấy cái loại 2 là cái loại xếp loại sức khỏe của mình. Cũng tương tự như vậy, như là mình khám tất cả các vòng đi mà cái vòng mình khám khám tim mạch đi mà mình bị xếp loại 6 thì nó sẽ dòm tất cả các vòng còn lại, cái loại 6 là cái loại thấp nhất, thì nó sẽ đánh giá mình thuộc sức khỏe loại 6. Nói chung là nó sẽ dòm theo cái loại, nó sẽ lấy cái loại mà mình xếp loại thấp nhất để đánh giá cái sức khỏe của mình theo cái thấp nhất đó. Đó là đây, các bạn hiểu không? Nếu các bạn nào không hiểu thì comment xuống dưới mình sẽ giải thích cặn kẽ cho các bạn biết rõ hơn. Thì khám sức khỏe nó đánh giá như vậy các bạn. Nói chung là dòm tất cả các vòng khám, thấy cái xếp loại nào thấp nhất nó sẽ lấy cái đó làm cái chuẩn để là cái ghi vô cái chỗ xếp loại tổng của mình là mình sẽ xếp loại mấy. Rồi mình sẽ chia sẻ thêm một số vấn đề như là, rồi xong xếp loại xong rồi thì làm sao để biết mình có đậu hay rớt. Thì theo cái luật nghĩa vụ quân sự á, là chỉ lấy các bạn có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 thôi, nó không lấy các bạn mà có sức khỏe loại 4, loại 5, loại 6. Cho nên á, bạn cứ để ý vào các bạn xếp loại đó. Nếu mà sau khi mà nó xếp loại xong, đánh giá xếp loại xong mà mình vô, nhìn vô trong đó, mình xếp loại từ loại 1 tới loại 3 là có khả năng mình đã đậu nghĩa vụ quân sự nha các bạn. Còn từ loại 4 tới loại 6 á, thì khả năng là mình được tạm quản nghĩa vụ quân sự. Tạm quản có nghĩa là mình năm nay mình rớt, năm sau mình lại tiếp tục đi khám nghĩa vụ quân sự nha các bạn. Tại vì sức khỏe mình có thể năm nay mình không đạt, nhưng mà năm sau á, mình sức khỏe mình được cải thiện rồi sao, ở nhà bồi bổ ăn no, ăn đầy đủ hơn rồi sức khỏe mình tốt lên mà sao. Cho nên là nó chỉ tạm quản thôi, tạm quản năm nay, năm sau mình phải tiếp tục đi khám nghĩa vụ quân sự cho đến khi hết tuổi. Và một số cái căn bệnh á, được miễn nghĩa vụ quân sự nè các bạn, và một số cái căn bệnh được tạm quản nghĩa vụ quân sự. Thì các bạn thấy video mình á, chia sẻ tới đây có gì thiếu sót thì không, các bạn thông cảm. Cũng như là mình sẽ làm một số cái video nói về những cái căn bệnh mà được tạm quản nghĩa vụ quân sự, được miễn nghĩa vụ quân sự, để cho các bạn biết. Các bạn nhớ cái subscribe kênh này đi để mình chia sẻ thêm cho các bạn biết nha. Thì cái video của mình đã chia sẻ đến đây là cũng như là đã tóm tắt được cái cách xếp loại khi mà đi khám nghĩa vụ quân sự. Thì các bạn thấy video của mình hay và vô ích thì đừng bên cho mình xin một like nha các bạn, để mình có thêm động lực làm ra những cái video hỗ trợ các bạn chuẩn bị đi nghĩa vụ sắp tới, có thêm nhiều kiến thức chia sẻ rộng rãi cho các bạn biết về cái môi trường nghĩa vụ quân sự như thế nào. Nói chung là mình còn nhiều cái yếu tố cũng như là cái trải nghiệm khi mà đi nghĩa vụ quân sự cho các bạn biết. Thầy cuối lời kính chúc các bạn xem video thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.